Là đâu quê đâu? Cái máy cái cỏ nó cái máy xén này là bao nhiêu tiền? Đó là triệu mấy. Rẻ bao nhiêu? Dạ. Không, người cũng người nhìn chung để tính ra là cũng tiền. Thanh quá à? Nghệ An. À Nghệ An. Nghệ An là Nghệ An. Nghệ An vô đây cỡ 450 500 cây đó. Gốc ở người ở đây cũng người Nghệ An thôi, nói là người Nghệ An. Ở ngoài đó rồi chạy vô đây. Người Nghệ An. Ở trong này cũng gốc cũng Nghệ An. Thế á? Thế sao nói tiếng nặng? Bởi vì mình lao lao đâu, tôi không biết bao nhiêu đời đâu. Từ nhỏ. À vô nhiều đời rồi. Nhiều gốc ở người Nghệ An ấy. Nhưng mà mình vô đây không có là sinh ra đời. Sinh mãi đời đi, mãi đời. Rõ ràng là nói tiếng theo tiếng. Đông lắm rồi, ta kia đông lắm. Hồi xưa mà mấy ông ổng có ông ra một bác lấy vợ một bác về đây mà con năm 35 chữ núa tiếng Quảng ấy vậy thì vào trước thời hai con thời ông Thiệu nhỉ. Trước là đấy vào cái thời đấy chứ còn sau này vào khi mà hai miền ấy thì là sau